Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cảm ứng của Phật Pháp. Khi tới chỗ nào, tôi cũng muốn dìu dắt kẻ hậu tiến, bởi vì trong giới trẻ có cả một bầu nhiệt huyết mà ta cần phải hâm nóng để cổ võ. Số là giới thanh niên thường có đầu óc mới mẻ, thiên khoa học, chứ không thể cổ hủ như đầu óc chúng ta. Hôm qua rất nhiều người có những ý nghĩ sai lầm như chúng ta đến đây là để nghe lão pháp sư tuổi chiếm hết cả thời gian, thật là uổng phí. Nghĩ như vậy là không đúng. Các vị pháp sư trẻ tuổi, họ nói pháp không giống nhau, thì mọi người mới được hưởng những pháp vị khác nhau. Hiện nay, thỉnh các vị này khai thị, xin tất cả chú tâm nghe giảng. Ở vạn Phật thành này, loại người nào cũng có, người thiện có, người ác có, tốt xấu đều có cả. Tuy nhiên, đến đây rồi thì rồng hay cọp cũng vậy. Rồng chẳng phải cứ tùy tiện làm mưa, hổ chẳng phải luôn luôn gây gió bão. Ngày 19 tháng 6 năm 1968, ở San Francisco có xảy ra vụ án đổ máu Kim Long. Về sau băng đảng Hoa Thanh lại muốn gây thêm vụ đổ máu thứ hai, thậm chí tới vụ thứ ba nữa. Nguyên nhân gây ra từ sự tranh đoạt địa bàn hoạt động của hai đảng băng đảng Hoa Thanh và Tổ Phương. Nhưng sau họ đều xin quy y Tam Bảo, quy y tại Vạn Phật Thành, rồi họ mang hết cả vũ khí đổ xuống biển. Từ đó họ cải tà quy chánh, nào đọc kinh, nào làm công quả, không dám làm điều càn bậy nữa. Hồi đó có 8 người xin quy y và lúc bấy giờ chẳng ai biết lai lịch họ ra sao. Trong khi quy y, tôi nói với họ, người nào quy y với tôi sẽ không được sát sinh, không được lấy trộm, không được đốt nhà, không được nói dối. Cả 8 người nghe nói như vậy đều đổ mồ hôi lạnh. Trong số đó còn có người mang theo một khẩu súng lục. Tôi lại hỏi, trong số các ông đây ai là thủ lãnh? Hãy giơ tay lên. Người đứng đầu trong số này tức thời giơ tay lên tự nhìn nhận. Về sự tình này tôi chẳng nói cho người ngoài biết, bởi vì nếu tôi loan tin này ra bên ngoài, thì có khác chi tôi mời bà con ở San Francisco tới để họ cảm ơn tôi. Tôi không cần ai mang ơn tôi, tâm nguyện của tôi chỉ là đi đến đâu tôi mong nơi đó được yên ổn, thịnh vượng. Đồng thời tôi nguyện dùng sự cảm hóa đối xử, chứ không dùng thế lực để ức chế ai. Kế sau vụ đổ máu Kim Long, phố Tàu ở San Francisco đã có một thời gian trở thành một thành phố chết. Nay thì thịnh vượng đã được khôi phục lại như xưa. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 13 tháng 12 năm 1981. Ha ha ha, 问什么的说呵。